Đây đang pha thuốc để phun trên dây nha các bạn. Thuốc đánh thức mầm hoa này, các bạn thấy không? Đó. Cái này là BU Blood. 2 cái loại này trộn chung vào nhau nha các bạn. Trước khi các bạn phải lắc đều trước khi sử dụng nha. Cái BU Blood này nó có công dụng là chỉ định chống chích hút nha các bạn. Đây, các bạn nhìn này, cái này là đánh thức mầm hoa chung vi lượng nha các bạn. Đấy, cái này mình pha chung với lại cái BU Blood này được. Đây, BU Blood các bạn thấy không? Côn trùng sâu hại. Cái chai này thì các bạn pha năm một chai này trên 200 lít. Một chai này pha trên 200 lít nước nhá. Cái này như vậy, cái này cũng là một chai này pha trên 200 lít nước. Cái này thì nó đánh thức mầm hoa để cho nó ra hoa đậu trái nha các bạn. Các bạn pha chung hai cái này, pha chung vào nhau vẫn xài được nha các bạn ơi. Mình sẽ pha cho vào đây xong mình khuấy đều lên. Mình chẳng nói hôm nay là mình chanh.